Bác cửa khẩu Linh Chi xin chào toàn thể anh em và các bác. Ngày hôm nay thì shop loa cửa khẩu Linh Chi lên cho anh em một cái sản phẩm loa gọi chim, loa bẫy chim gà rừng với một mức giá là gì ạ? 150.000 mọi người nhá. 150.000 công khai luôn, đầu video luôn cho anh em và các bác thấy này. Đó, anh em không nghe nhầm nhá, 150.000 một bộ sản phẩm loa gian sau QS898 đầy đủ tất cả các phụ kiện đi kèm, ship toàn quốc đầy đủ cả thẻ nhớ luôn. 150.000, số lượng rất là có hạn, áp dụng phải cho những bác nào bấm nút đăng ký kênh và gọi điện cho em thì em mới có thể là chốt đơn hàng nhá. Phải bấm nút đăng ký kênh, like video và gọi điện cho em thì em mới có thể là chốt đơn hàng với giá là 150.000. Số lượng không có nhiều nên anh em xem đến đây mà thích đối với sản phẩm gian sau QS898 hãy nhanh tay gọi điện trực tiếp luôn cho nhà em nhá mọi người nhá, số lượng không có nhiều đâu ạ. Bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em và các bạn thấy là loa 150.000 nhà em sẽ có những gì và chất lượng nó sẽ ra làm sao. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu cho anh em và các bác phụ kiện. Thứ nhất là một cái túi đeo như thế này, túi đeo màu dàn di nhá, sẽ có hai ngăn, một ngăn để loa, một ngăn để điều khiển từ xa. Đó, đường may chỉ vô cùng chắc chắn và xịn sò. Một cái microphone, một chiếc điều khiển từ xa với khoảng cách là 170m này, kèm theo đó là một cái dây đeo, ba pin điều khiển từ xa, một bộ cụ sạc và thân loa của chúng ta. Thân loa hàng chuẩn loại 1 thì anh em cũng đã biết rồi, màu nó sẽ là màu dàn di và ký tự trên thân máy sử dụng hoàn toàn là tiếng Anh. Loa của chúng ta sẽ chạy được chế độ thẻ nhớ, chế độ USB, chế độ Bluetooth, chế độ đài FM, có 8 cấp độ âm thanh và pin sẽ sử dụng được 12 tiếng. Hàng đặc biệt là mở loa lên sẽ không có tiếng tàu nói nhé mọi người nhé. Mở loa lên sẽ không có tiếng tàu nói. Đó. Và loa nhà em hôm nay thanh lý cho anh em và các bác là 150.000. Đó, các bác không nghe nhầm nhé. 150.000 trên một chiếc loa. Áp dụng cho những bác nào phải bấm nút đăng ký kênh và gọi điện cho nhà em thì nhà em mới có thể là chốt đơn hàng cho mọi người. Bây giờ em sẽ cắm thẻ nhớ và để test âm thanh cho mọi người nghe nhé. Ok, bây giờ em sẽ test âm thanh cho mọi người nghe. Và áp dụng cho những bác nào phải bấm nút đăng ký kênh, like video và gọi điện trực tiếp cho em nhé. Số lượng có hạn, 150.000 trên một bộ sản phẩm gian sau QS898, hàng mới đập hộp năm 2024. Đó, sản phẩm có tem bảo hành kiểm định đầy đủ nhé mọi người nhé. Đó, thời lượng video của em đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn anh em và các bác đã lắng nghe em review chia sẻ. Hẹn mọi người trong video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.